mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ cây cọ nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nhé. Hôm nay vòng tay của mình làm sẽ có dòng chữ quả khóm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với màu tím nhạt. Tại sao ai còn thương em mãi? Nhìn đâu thì ai có ai? Vì người buồn ai thấu đâu? Yêu riêng ta rồi chia hai ngả. Tại vì em đã được xa. Đây là phần màu tím của mình đã được xóa xong nhá. Đây là phần màu tím của mình đã được xóa xong. Tiếp theo mình sẽ xóa màu cam. Như vậy là mình đã xong rồi nhá bạn ơi. Đây nha, đây là phần màu tím của mình và màu cam của mình nha. Các bạn ơi, đây là phần màu tím và màu cam của mình nha. Bây giờ mình sẽ sổ màu xanh nào bích đi. Sơn nó có người yêu rồi đúng không? Đây là màu xanh ngọc bích của mình nha. Các bạn ơi, đây là phần màu xanh ngọc bích của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xám và kết thúc nha.
Mình đã xỏ xong phần màu xám rồi nha. Đây là phần màu xám của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt. Hạt màu, hạt chữ nha. Và lần này tôi xong rồi các bạn. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mật ong làm thức tế. Mật ong thì là sữa.